Mưa ướt hết cả đầu à. Chợ thì cái ổi của bác nào đây anh nhỉ? Đang cho ăn chế độ phân phối tốt hết này. Cái ổi của đại ca nào đấy bác ơi? Ổi á? Của thằng nào đen nhất rồi. Ui dồi, kinh quá nhỉ, dạo này nhiều thằng đẹp ghê nhỉ. Bao tiền đấy? 25 triệu. 25. Ai mà đi cây này bán tiền em ơi. Đấy. Chợ vẫn những người mua. Về đây. Hả? Đâu đấy? Cây gì ạ? Đại lộc à? Ổi cao xem nào, cao đến đến ngực rồi, cao đến ngực chắc nó khoảng 80 phân, cao 80 phân, 80-90 phân. Cây khá là hay. Dạ. Nó bay ăn mấy cây ở đầu về nhé. Nhất trí. Từ sáng chưa bán được cây nào. À, hôm nay thì chắc chưa bán được, phải mấy hôm nữa, mai ngày kia. Mưa. Chắc là lần đầu lên chợ nhỉ? Ui giời. Đây là cái này là cái chăm bò. Vứt đi thì vứt hộ nhá. Không bò vào. Kiểu như bò mía ấy, bán mía ấy nhỉ? Đấy cái ngọn ở kia ngọc mai kia đây đúng không? Lại tưởng như bán mía. Cây của em to hơn nhiều. To hơn nhiều. Đây. Này, sạch sẽ phết đấy. Này ông này, cây này mà lên đá thì đẹp. Nó ổn định rồi, nhấc lên cái đá. Này, sạch sẽ. Cái này là một cây đi. Một cây dính vào nhau à? Có thể là ngày xưa các ông ấy ý cùng một bãi cho nó mọc vào nhau. Bây giờ thì nó như một thôi. Quanh nó bẹt rồi. Đó. Ra rẻ. Đó. Này sau nó to lên thì được. Đấy nó cái chỗ cũ đây. Bẹt chỗ cũ. Nhấc cái là lên. Còn sạch sẽ. Cốt chậu hết rồi. Sạch cây. Đấy. Ổi nghệ thuật đấy. Con này à. Đấy cho lên. 15 triệu. Hả? 15 triệu. À thế không phải của Hồng Đen kìa. Của bác à? Và cái này mà nhấc lên nó đá xong rồi đuổi cái tán ra chiếu nước đẹp. Của ai đây, số của ai đây? Ra đi nhanh nào. Số của ai đây? Lấy số của ai đây? Số vùng đen à? Đấy. 0981. 0981. 83. 78. 98. 98. Vùng đen. Mà ghế đi lên cây đất. Cây vùng đen. Ừ. Cho cái mặt anh vào cái điện thoại của em cái. Ui giời, anh à. Lấy cái này lên về là để vào hồ anh. Hồ hết chỗ rồi. Xong chưa anh? Hoàn thiện chưa? Hoàn thiện được 90% thôi. Mưa này hôm nay cũng chợ chả làm được. Mới hôm giờ anh đi làm suốt. Lúc nào hoàn thiện cho em vào tham quan. Đúng rồi. Đẹp, mê hồn luôn. Đấy. Mê hồn luôn. Giờ chưa dám vào, sợ vào nhìn thấy nó để mà không chịu được. Anh xong rồi anh báo chú. À. Ok anh. Không đây. Chỉ đang chờ đây. Em đang chờ vào. Để đất xấu quá nhỉ? Nó để bồn kia nó yêu quá. Này vào anh Tân. Nhấc lên cái khay nhỉ. Yeah. Cho cái này nó chiếu xuống làn nước cho nó đẹp. Có rồi, nó nhiều tiền, ít tiền thì anh mê thật. Ít mà. Đấy. Tân đấy. Đúng rồi. Cây ổi. Lâu lắm mới ở chợ mới thấy cây ổi đấy. Ra hồn ấy. Ngày trước nhiều lắm nhưng mà trước có đẹp có xấu có nhưng mà trước nhiều, ngày trước ổi rất nhiều, bây giờ ít, kiếm được ổi đẹp ít. Này
kiện mưa à? Ít đúng quá. Rồi, cái sung của ông nào kiếp đấy. Bác nào mua đến kia. Này ông nào cũng vườn mới chơi được. Hôm nào đông á? Hôm nào mà thường là cuối tuần được nghỉ thì đông người ra chơi. Có mưa này thì chịu. Ông nào chạy bỏ cây chạy hết đi đâu này? Chắc chung dâu à? Chung dâu à? Chưa cây nào đi. Có người đi ấy đâu, đi chợ đâu mà bán. Chắc cây của chung dâu đây cũng có cây ổi đấy. Mẫu tử. Cái ổi quay nhiều lần lắm. À, của ai đấy? Của Trung à? Trung đấy. Thì quay nhiều lần lắm rồi. Đi chơi ông. Tí nó hỏi giá vậy rồi quay cho vui. Ông chú mưa hết rồi, mình thì đầu trần thì ướt hết. Me rừng. Đấy, cái ổi đẹp. Ổi đẹp. Cho anh Tần anh đang thích. Đấy, cái hồng hồng mãi này được. Chủ cây gần ngồi chú mưa hết trong kia rồi. Còn ông quay phim thì ông có mua đâu mà ra tiếp. Đấy, cái ngũ sắc này cũng hay này. Sạch sẽ. Ngũ sắc. À đây. Si của ông Trung đây. Không biết sang tên đổi chủ chưa. Kiện kia này đi. Ôi. Đấy à. Xì. Mẹ đéo vào được. À vừa xin lỗi các bác. Nói tục tí. Không vào, không có chỗ vào được. Vào không? Tí nữa. Vào rồi. Ở đây. May quá. Xin cảm ơn. Mình kiểu xung cây bẹt nhỉ. Chắc cũng của Trung nốt nhỉ. Của anh Trung ấy. Đâu rồi? Trong kia à? Kia đấy. Các cụ ngồi hết trong kia kìa. Sợ ướt. Đây này. Đấy. Đâu ạ? Các bác ạ? Giá rồi thì lại hỏi sau hoặc là alo nhá. Không nào biết số chung dâu giá alo ấy. Tôi chẳng thuộc số đâu. Đâu? Mình có những cây gì? Đấy. Một dãy của em đấy. À đây. Công kia cũng ngồi đây à? Đâu có cây gì là báo giá sơ bộ ấy. Mẹ con sung mơ giấy xanh trời. Đấy, báo giá sơ đi. Sung này giá 5,5 triệu. 5,5 triệu. Vâng. Ở đâu lên nhưng mà lâu sung chưa lên bao giờ nhỉ? Chưa lên bao giờ. Ở từ đâu lên đây? Từ trẻ Văn Giang. À, Văn Giang. À, có vườn phụ công không? À, gần đấy anh luôn. Năm dưới đan điện. Đây, cây 5 triệu. Mình cứ đọc số đi anh em là thích alo. 0967 479 210. Còn cây giấy kia thì bao nhiêu? Cây giấy 2,5 triệu. Thế còn cây đây cây xi xanh này. Xi xanh này 2 triệu. Xi. Xi ra được 2,5 triệu. 2,5 triệu. Quay từng cây. Đây, đúng rồi. Đúng rồi. Cái chân nó thì đẹp. Chân nó kẹp. Năm giang. Đây, cái này 5 triệu đúng không? Đấy, như bây giờ cứ phiền thì lên cho vui. Bán nhiều hôm bán ác phết đấy. Chưa có mà chưa thế nào. Này thì xác định là đi không, bán được cái nào thì may rồi. Nó mưa. Vâng. Mưa ai mà đi mò ra đây thì lúc nào mê không đang chơi thôi. Anh lên nốt còn cần thăng. Đấy, bao nhiêu tiền cái này? Cần thăng 4 triệu. Rồi đấy.
11 giờ rồi. Đấy, có mấy cây hay. Ok rồi, xong một lượt rồi. Rồi anh nhá. Để ra xem có giao dịch thành công được cái cây ổi hay không. Đây, trong kia. Ngồi trong kia. Hỏi cây, hỏi cây. Thế là dây à? Ra đi à? Nhanh quá. Thế là ra đi mất rồi. Vừa vào số xong mà chưa kịp ấy. Biết rồi. Làm sao lọt được. Kiểu này hợp với làm đá lắm. Xong rồi. Mưa quá.